Hiện hát đó à. Nhưng mà y bà yên. Thì coi ngày nó hát bài nó mấy lần, nãy giờ 3 lần rồi đó. Chị tùy cầu hát miếng luôn á. Không có câu chị khác đâu. Chị hồi nhỏ vui lắm à. Biết ra không? Hát bài này xí của cái bà kia xí. Hát nấu vô rồi đó. Kiểu học nhỏ 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 xí xí á kìa. Hồi 6-7 tuổi á. Kêu con nên hát quái kìa mày. Ý là nhớ đoạn mua cái nhớ hát đoạn mà. Ta hát bên đây mày nhớ một bài kia, hát tiếp bài kia. À đây đó. Hát bên đây sợ bài kia rồi đó.